Để đáp lại lời kêu gọi hành động vì sức khỏe, chiến thắng bệnh xương khớp, bước đi nhanh như bay. Để phổ biến và quảng bá cuốn sách cẩm nang chữa trị hồi phục bệnh xương khớp mới nhất, Kim Chỉ Nam hồi phục sức khỏe cho bệnh nhân xương khớp chính thức được phát hành và gửi tặng miễn phí trên phạm vi toàn quốc. Cuốn sách Kim Chỉ Nam hồi phục sức khỏe cho bệnh nhân xương khớp có thể được coi là cuốn bách khoa toàn thư của bệnh nhân xương khớp. Bệnh nhân bị thoái hóa đốt sống cổ, đau thần kinh tọa, thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, bệnh khớp gối, viêm bao hoạt dịch, chỉ cần mở cuốn sách ra là giống như được mặt đối mặt nói chuyện với chuyên gia xương khớp hàng đầu Nhật Bản, để cuối cùng tìm ra được đáp án cho những thắc mắc của mình. Bạn hãy nhanh tay nhấc điện thoại lên và gọi đến số hotline hiển thị trên màn hình để nhận sách miễn phí, không cần bất kỳ chi phí nào, giúp bạn chiến thắng bệnh xương khớp. Lần tặng sách này là phát hành công ích, chỉ có 200 cuốn được phát hành mỗi ngày. Hãy nhớ rằng chỉ có 200 cuốn mỗi ngày, tặng hết sẽ ngừng. Chỉ cần gọi đến số điện thoại trên màn hình, đăng ký tên, số điện thoại và địa chỉ chi tiết, một cuốn sách giúp bạn tránh xa bệnh xương khớp sẽ được gửi đến nhà bạn hoàn toàn miễn phí. Nhiều người đã thử ít nhất 3 phương pháp điều trị trở lên như phẫu thuật, châm cứu, vật lý trị liệu, dán cao, nhưng kết quả thường không như mong muốn. Người mắc bệnh xương khớp đừng vì thế mà chán nản. Cuốn sách Kim Chỉ Nam hồi phục sức khỏe cho bệnh nhân xương khớp do nhiều chuyên gia xương khớp của Trung tâm Hướng dẫn Phục hồi Chức năng Bệnh xương khớp thuộc Viện Khoa học Sức khỏe Nhật Bản sưu tập tài liệu và biên soạn trong 8 năm liền. Cuốn sách này tập hợp những nguyên nhân gây bệnh và cách phòng tránh các bệnh như thoái hóa đốt sống cổ, thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, đau thần kinh tọa, hẹp ống sống thắt lưng, căng cơ thắt lưng, viêm khớp gối, viêm bao hoạt dịch và các bệnh xương khớp khác. Đương nhiên, trong sách còn có cả phương pháp chữa bệnh nữa. Chỉ cần mở cuốn sách ra, bạn giống như đang được đối mặt nói chuyện với các chuyên gia y tế có chuyên môn cao, ngôn từ dễ hiểu, giải thích các kiến thức chuyên môn phức tạp bằng ngôn ngữ đơn giản. Đây là cơ hội hiếm có. Hãy nhấc máy và gọi đến số hotline miễn phí trên màn hình để nhận sách. Mỗi ngày chỉ có 200 cuốn. Hãy đăng ký trước được nhận trước, tặng hết sẽ ngưng. Chưa bao giờ tôi nghĩ chiến thắng bệnh đau xương khớp đơn giản và dễ dàng đến vậy. Chỉ cần một cuộc điện thoại thôi là tôi đã thực sự có nghe một cuốn sách này. Làm theo hướng dẫn của chuyên gia, sau 2 tháng thì chân tôi không còn đau nữa. Mới đầu thì cũng không thấy cái vấn đề gì hết, nhưng mà càng ngày càng nặng, đi lại khó khăn, kể cả khom lưng cũng cảm thấy đau. Đừng nói đến làm việc, ngay cả cuộc sống tự lập hàng ngày cũng là cả một vấn đề. May mắn đọc được cuốn sách bổ ích này, hiện tại eo lưng tôi không còn đau nữa, đi lại nhanh nhẹn như lúc trước. Đặc biệt tôi muốn gửi lời khuyên đến những người đang phải gánh chịu sự dày vò của căn bệnh thoái hóa đốt sống cổ. Mình phải nhất định đăng ký để nhận ngay quyển sách này. Hiện tại thì tình trạng sức khỏe của tôi đã phục hồi rất là nhanh chóng. Tôi thấy quyển sách này thật là hữu ích. Hiện tại, đợt sách đầu tiên gồm 10.000 cuốn đã về đến nơi để phát công ích cho đối tượng là người trung niên và người cao tuổi. Do số lượng có hạn nên sẽ ưu tiên cho người trung niên và người già trên 45 tuổi trước. Nếu không tiện nhận trực tiếp thì bạn chỉ cần gọi đến số hotline miễn phí 1900 633 987 và ngồi tại nhà đợi. Cuốn sách sẽ được đưa đến tận tay bạn. Lần tặng sách này là hoàn toàn miễn phí. Hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại hiển thị trên màn hình để đăng ký nhận sách. Mỗi ngày 200 khách hàng gọi đến đầu tiên sẽ có cơ hội nhận sách. Số lượng có hạn, phát hết sẽ ngừng.